À, thầy Trung xin chào tất cả mọi người ha. Hôm nay thầy Trung sẽ có một bài nói chuyện tiếp theo chia sẻ về cái tuổi gọi là tuổi Bính Thân nha. Một sinh năm 1956 56 thì những người mà tuổi Bính Thân nha, Bính Thân 1956 thì cung mạng tất cả của hai tuổi này đều là cung khôn hết á. Cung khôn. Nhưng mà nam á, nam thì cấn, nữ thì đồi. Ngũ hành mạng là sơn hào quả, sơn hào quả, mạng là sơn hào quả. Nam là cung cấn, nữ là cung đồi, thì hai cái này đều cũng con nhà Tây tứ trạch ha. Thì những cái tuổi khác ha, ví dụ như hai tuổi ta không lấy nhau được, nhưng mà hai tuổi này cùng cũng lấy nhau được ha, tại vì nó cũng là cùng một con nhà Tây tứ trạch. Thì Chung cũng chia sẻ rất là nhiều những cái người mà vợ chồng á, trước khi mà cưới nhau á, thì phải nên xem tuổi ha, phải xem tuổi nhau, phải cung phi, phải về một hướng với nhau. Tại vì nếu mà không về một hướng á, thì nhà cửa sau này á, về ở chung một nhà nó cũng không hợp. Rồi sau khi mình mất đi, mình chết, vợ chồng mà có đôi, thí dụ như thầy Chung nói những người ở dưới quê ha, dưới quê đất Sài Gòn thì bây giờ người ta thiêu hết rồi, không có đất đâu mà chôn, không có đất đâu mà chôn. Thí dụ mà có ha, thì ta nằm cũng bị nghịch đầu nữa, chết cũng không về một hướng nữa. Thì nếu mà chết mà chôn, ví dụ như là không để hai vợ chồng người nằm cũng xây ngược với nhau, mồ mả thì nó phải nằm đúng gọi là theo cái thứ tự nó, thì cũng tốt cho người này xấu người kia, thì một trong hai người ha, thì hợp hướng này hợp hợp hướng khác đó. Thì Chung cũng chia sẻ rút kinh nghiệm về những cái con cháu ha. Ví dụ mình có con cháu hay những cái người mà giờ những cặp vợ chồng nào ha, là mới lấy nhau ha, thì nên phải lấy về một hướng nhau trước nha. Để nó nghịch lắm, khi mình chết mình cũng còn gọi là cũng 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 còn nghịch với nhau nữa. Rồi sau này mình chôn mồ mả vậy thôi, không về một hướng nữa thì nó ảnh hưởng tới con cháu mình đó. Nó vậy đâu phải đâu. Bởi tao có mỗi có cái môn gọi là sao mình vợ chồng lấy nhau phải 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 xem, phải xem tuổi là như vậy. Thì 1960 mạng là sơn hào quả, thì Chung cũng đã nói về cái tuổi Đinh Dậu á, Đinh Dậu nó cũng là sơn hào quả và Bính Thân cũng là sơn hào quả, nhưng mày này gọi là quả dương ha. Quả dương kia là quả âm, sơn hào quả âm, sơn quả dương. Thì chữ bính ha, nó cũng thuộc về là ngũ hành quả ha, nó thuộc về quả dương. Còn chữ thân nó thuộc về dương kim, còn kia là quả dương, thân này gọi là dương kim ha. Thì quả với kim này nó sẽ đốt nhau, gốc nó khắc ngọn ha. Thì những cái thời điểm mà can chi á, mà nó khắc nhau thì trời đất nó không giao hòa. Can là trời, can là trời, thân đó là chi, đại diện cho đất. Cái năm đó trời đất thì nó giao hòa mới sinh ra được cái tuổi gọi là Bính Thân. Bính Thân cha, ví dụ can là chồng là cha, chi là vợ là mẹ ha. Hai người hợp với nhau, khí âm khí dương ha, kết hợp với nhau mới tạo ra được một cái sinh mệnh, đó là tuổi Bính Thân. Nhưng mà trời đất này hai cái này nó khác nhau, bởi khi kết hợp với nhau sinh ra được cái tuổi thân, nó mạng là sơn hào quả, can chi nó khác nhau thì cuộc đời mình nó cũng khổ hơn, nó khổ. Tương sinh tỳ hòa thì nó tốt, tương sinh tỳ hòa thì nó tốt, cuộc đời người ta nó tương đối nó ổn hơn. Còn tuổi Bính Thân này đã căn chi nó khác, lúc sinh thời mà cha mẹ mình cái năm đó sanh đó thì giữa cha với mẹ mình cũng khác nhau, sanh ra đứa con tự nhiên vợ chồng, vợ chồng gọi là chửi lộn nhau, có nhầm người cũng còn thôi nhau nữa. Nó như thầy cũng thí dụ như một cái tuổi mà giống như nhâm ngọ 2002 đi hết đó. Chữ nhâm á, thì nó thuộc là thủy, mà ngọ nó quả ha, quả can chi nó khác nhau. Khi mà sinh ra thì 10 cặp vợ chồng thì nó cũng là có 6 7 cặp vợ chồng đó là chia chia tay vợ chồng, gọi là cũng gọi là cái tuổi đó đó ha. Cha mẹ cũng không song toàn chia tay nhau, bởi mình lựa một cái năm khi mình tay sao mình sanh đứa con ra, vợ chồng lục đục quá, sanh đứa con ra tự nhiên làm ăn khá quá giàu lên á, từ bởi người ta mới chọn. Chúng ta đừng có bao giờ mà bi quan, mình khổ thì đương nhiên mình còn cái cách khác, mình giờ không được thì xung quanh mình còn nhiều, ví dụ như cha mẹ giàu thì mình cũng đỡ, anh em ví dụ như khá thì nói chung là mình thì nó giàu cha giàu mẹ làm thế ăn, nhưng mà anh em nó khá thì mình cũng đỡ một chút. Nhưng mà quan trọng là con, dâu rể.
mình lựa con nó tốt thì nó có hiếu thì mình cũng hưởng được cái lộc của nó, về già vẫn sung sướng. Có những người rất là tốt về bản thân làm nhiều mà về già con nó phá hết cũng vẫn khổ. Con tốt cũng là một điều kiện rất là điều cần cần nha. Có những người không biết, có ngày tôi sao tôi nghèo tôi làm tiền, nhưng mà quan trọng phải cung con mình nữa đó. Rồi đặc biệt là rể nữa đó. Nhưng người biết ta biết ta khôn à, mình có con gái mình phải biết lựa rể à, lựa rể nó mà rể tốt thì nó cũng có hiếu thì mình cũng hưởng được tuổi già đó. Đừng có sợ cái vấn đề đó ha. Mình còn cái nhiều lắm, nhầm người cứ bi quan gì mình nó còn rể còn dâu nữa đó. Thì nói về cái tuổi mà bính thân là như vậy ha. Thì bính thân bây giờ bắt đầu thầy Trung sẽ nói vô sơn hào quả là nó cái ngọn lửa à, lửa này nó cũng sắp à, sắp tắt à, nó lập lè với chân núi à, lửa này thì nó giống như ánh hầu quang thôi, giống như lửa đom đóm thôi à. Lửa này nói chung nó cũng rất yếu à, nó sắp tàn sắp tắt ở chân núi rồi, quả này nó cũng không còn mạnh nữa. Thì quả này thì thường thường ta sao với ánh đèn đom đóm thì ta thấy đèn đèn hoa đăng đèn này nọ thì ta chiếu sao khi mà có cần cái nước thủy mà nước trong nó phản chiếu lên thì nó càng đẹp đó. Thì thầy nói là những cái mạng mà gọi là giãn hà thủy hay là trường đô thủy cũng được, cái dòng sông cũng được, nhưng mà thường là giãn hà thủy là tốt, là gọi là nước ao hồ à. Thì nói về sơn hào quả thì nó là như vậy. Thì chúng ta thì cái mạng này thì nó khác gọi là gì, thích lịch quả. Thầy cũng đã nói cái tuổi Đinh Dậu là thích lịch quả luôn, sấm chớp làm cho cái quả của mình tắt luôn. Nhưng mà đối với ví dụ như là thiên thượng quả thì nó cũng được, nó cũng không khác lắm. Lưu trung quả thì cũng được, cũng đã thì cũng được, lưu quả cũng được, phúc đăng quả cũng được. Nhưng mà phúc đăng quả này thí dụ như giáp thìn với bính thân này cũng khắc dữ lắm à, đặc biệt thí dụ như ba cái tuổi tam hợp tử là thân tí thìn à, thân tí thìn là tam hợp tử là thầy ví dụ được cái tuổi thân ha, bính thân là tuổi thân mậu tí 1948 ha, có bạn là thích lịch quả à, lập sấm chớp gặp giáp thìn à, giáp thìn là phúc đăng quả. Thì ba cái tuổi này hợp với nhau là tam hợp tử hợp với nhau chỉ là chết một trong ba người thì cũng có cái chết kẻ ly tan ha. Ba cái tuổi đặc biệt là đừng có hợp tác với nhau ha, đừng có chơi với nhau không tốt. Nó chữ bính với giáp là nó cũng đã xung ha. Rồi chữ mậu nữa, ba cái chữ dương nó kết hợp với nhau là giống như ba đầu rồng đó. Người ta là lưỡng long tranh châu, còn này mình tới ba đầu rồng luôn. Thì ba con mà tranh với nhau thì cũng không có tốt. Thì ở ba tuổi đó thầy chung là nói là tam hợp tử là vậy ha, chứ không phải là thân thí thình đó mà vô là tốt ha. Đó vô là tiêu tan hết, lửa sấm sớp đánh xuống gọi là đánh xuống mà gọi là sơn hào quả thì cũng chết, mà phúc đăng quả thì nó cũng tắt luôn. Ta cái đó dù quả học lại là lưỡng quả quả diệt ha, chứ không phải lưỡng quả mà nó cặn trái lên, lưỡng quả diệt nó trái còn nó tắt luôn, nó tắt chứ không phải trái nữa. Thì đó là cái tuổi xấu cuộc đời về cái tuổi bính thân ha. Tại vì can chi mình nó khác rồi ha. Thì cuộc đời của tuổi bính thân nữ cũng vậy ha. Nữ đặc biệt là nữ sanh nghịch lý âm dương thì càng khổ ha. Tuổi thơ thì nó cũng cơ cực ha. Cơ cực tại vì cái tuổi này sống cũng hai chế độ, trước năm 75 thì người nào mà sanh ở đô thị thì nó còn đỡ, là những người mà sanh ở dưới quê thì cuộc đời ta nó cũng trải qua nhiều trận chiến, vận mạng lớn nó mới sống tới bây giờ. Rồi qua cái thời gọi là chiến tranh rồi cái là hòa bình lại thì ta phải kinh tế thì nó khổ lên, thời bao cấp nữa. Thì cuộc đời 56, 66 à, tới 76 thì mới giải phóng vô là 19 đôi 10 tuổi chứ nhiêu hết. Rồi xong rồi tới bao thời bao cấp thêm 10 năm nữa là cũng ba mấy tuổi rồi. Đó, ba mấy tuổi nhưng mà thời bao cấp tới 85 vẫn khổ được tha tới hàng 90, 95, 96 thì nó mới đỡ. Thì cái tuổi này nó đâu có được còn cái gì đâu. Giai đoạn lịch sử cái tuổi này sinh ra cũng rất là khổ. Rất là khổ. Đó, từ trung niên tới hơi từ
thở thơ ấu tới trung niên, ha, bây giờ tới hậu vận cũng vậy. Thì cái tuổi này đặc biệt là cũng con, ha, tuổi bính thân, chữ bính nó biến thành chữ tù, ha, biến thành chữ tù. Bởi cuộc đời những cái người mà tuổi thân, tuổi trẻ còn đỡ, chị già thì họ cô độc vì tuổi già, họ họ buồn thương lắm. Ha. Thì chung nói về cái tuổi bính thân, thì tuổi thân là con khỉ, chữ bính giống như con khỉ mở tù vậy. Bởi vì chữ bính là phải con người phải cởi mở ra, cởi mở ra thì mình đừng có ró bỏ cũng như là bó cho cuộc đời của mình đừng có cố chấp những cái chuyện gì mà nó cũ, nó bỏ qua đi ha. Thì cởi mở ra cái tâm thì cuộc đời mình nó đỡ. Tại vì chữ bính ha, chữ bính nó nằm trong cái chữ 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 Hán ha. Mà bỏ cái chữ cái một cách ra thì nó biến thành chữ tù đó. Tù thì nó gì, tù là tù túng ha. Thì nó vậy, nó không được đẹp lắm. Thì chung đó là nói về cái tuổi thân ha. Cái tuổi thân thì nếu mà về con á thì mình sanh được, thí dụ cho mình để con mà có hàng căn âm ha, thí dụ như căn bính thì mình học tân ha, à, để cho con được chữ tân thì cũng tốt. Hoặc là thí dụ như là không được chữ tân thì mình có thí dụ như là ngoài cái những cái chữ mà nó phải chữ âm, căn âm thì nó tốt. Ví dụ căn âm là căn ất, căn đinh, căn đinh, căn quý, căn kỷ, thì căn tân là những cái căn đó, năm căn đó thì cái tuổi bính nó đỡ khắc. Còn mình sinh ra những cái tuổi con mình mà nó đi vào những cái căn mà gọi là căn dương nữa thì nó càng khắc hơn. Mà càng khắc hơn thì sao? Mình khó sống hơn. Vì già con cái nó cũng xa lánh mình nữa. Thì cái tuổi thân này đặc biệt, thầy chung cũng thấy là nó khổ về cái vấn đề gọi là chồng con. Đặc biệt là chồng con. Có những người cũng cô độc tới già đó. Có những người không có chồng con nữa. Thì đặc biệt là cái tuổi thân này cuộc đời khổ nhiều ha. Khổ nhiều, buồn nhiều, thành công thì ít, thất bại thì nhiều, nước mắt thì cũng nhiều, niềm vui thì nó ít. Thì khi mà ta cuộc đời ta không đẹp thì mình cũng phải chấp nhận cái số mình nó như vậy. Thì mình phải lựa con cháu, giờ cái tuổi này nó đã cũng gần đất xa trời thì mình phải cởi lòng và mình sống cũng với con cháu ha, rồi hòa nhã với gọi là dâu con thì mình được hưởng lộc được cái cháu ha. Chứ còn mình đừng có cố chấp ha, mình đừng có khó tánh, mình phải bỏ ra ha. Tại vì chữ quả, quả là lễ là lời ăn tiếng nói của mình. Lời ăn tiếng nói mình phải làm sao cho nó dễ nghe. Ở lúc mình gắt gao lời ăn mình bắt bẻ thì mình khó quá thì mình sẽ vừa khổ mình vừa cô độc. Con cháu thì xa lắm, chồng con thì cũng không gần, đặc biệt về cái tuổi thân đó. Thì những cái tuổi thân sau đây thì nó sẽ xấu ha. Còn những cái người mà không phạm vô những cái sanh cái tháng ha, những cái tháng thì nó tốt. Thì thầy nói cho thường thường cái mỗi người ha, cái tuổi đều cũng khó, nhưng mà cái tuổi thân này đa số là nó xấu nhiều ha. Cuộc đời nó cũng đau khổ lắm ha. Chứ không có tốt đẹp gì đâu ha. Thì 10 người là tôi cũng 7-8 người đã nó xấu rồi, còn chỉ 2-3 người được là cái phúc đức của người ta, quý vị mình sanh ra được những cái ngày nó đẹp ha. Chứ không phải là nó xấu hết, nhưng mà cái tốt rất là ít đối với cái tuổi thân này. Cái tuổi thân mà sanh vào cái tháng, thí dụ như tháng 4, tháng mà đặc biệt đối với nam nữa, thì cái tuổi này thì xấu hơn. Thành công thì thất bại thì nhiều, cuộc đời nhiều phiền lỵ, gặp nhiều được gọi là tai ương, hết chuyện này tới chuyện kia. Đó, đối với cái tuổi nam mà sanh tháng 4. Còn đối nữ tháng 6 thì cũng vậy, nữ tháng 6. Cuộc đời thì ta nói sao cũng mang nhiều tai tiếng, thị phi mang lời ăn tiếng nói, khi có chồng lên bên chồng làm cho phá sản bên nhà chồng đó. Tuổi thân mà sanh tháng 6 thì đối với những người bây giờ, những người ta sanh người ta đi có dâu, cứ thường thường có dâu nó quan trọng hơn là rể. Rể thì ta lựa có cái tuổi người nào tốt thì ta bắt rể, chứ đừng có suy nghĩ là hồi xưa là cứ mình nghĩ là cái cứ dâu thôi ha. Còn bây giờ quan trọng nữa, những người không biết một mà không biết hai là mình phải bắt rễ, thằng rễ tốt mình phải bắt cho nó ở gần, còn ở gần rễ mình theo rễ thì mình vẫn hưởng được nha. Đừng có nghĩ là cứ tối ngày sống với dâu, rễ thì nó dễ, dâu thì nó khó. À, đời nó xanh vậy, rễ thì nó sao nó cũng dễ.
Nhưng mà thường thường thì thầy nói là không phải là rễ nào cũng vậy hết. Nhầm rễ nó cũng lũ đạn lắm, nó cũng lũ đạn lắm. Thì thầy nói nghe cái câu thì nghe nó khó nghe thiệt vậy, nhầm cái rễ nó cũng trời thần đất lở lắm ha. Nhưng mà mình biết lựa rễ là tốt thì mình khởi thân. Còn chiếc nhầm rễ ta nói thôi, cha vợ với mẹ vợ đó cũng ta nói như cháu heo vậy đó ha, lộn xộn. Thì cái gì á thì mình cũng phải là từ cái buổi đầu á, dạng sự có đó mình phải chọn. Còn chỉ mình dễ dãi quá ha thì đương nhiên là mình phải gặp thôi. Còn đối với những người mà sanh vào cái tháng 7 ha, tháng 7 tuổi thân mà sanh tháng 7 tháng cu hồn ha, tháng 7 tháng giêng thì những cái tháng này ha, tháng 7 tháng giêng nam nữ ha, thì cũng khó giữ được gọi là thổ nghiệp của ông bà mình để lại. Có ruộng thì cũng thể bán bớt, có nhà đôi lúc cũng bán luôn đó. Bán nhiều quá đôi lúc cũng không còn cụ bất trời chim đó. Thì ta biết mình cái sanh cái tháng đó mình phạm ha, thì đặc biệt thì mình phải chịu đựng ăn chắc mặc bàn ha. Mình ráng giữ của những cái gì mà để lại là tốt lắm rồi ha. Mình đừng có nhầm người nghĩ trời đất ơi bạn bè ai cũng già nó cũng khá hết rồi, mình thấy vậy mình chịu không được. Đương nhiên mình phải làm ăn rồi cầm sổ cầm này nọ, cắt đất cất đai mua sắm tài sản này nọ để bằng người ta, rốt cuộc mình sẽ mất đi ha. Mình phải nghĩ mình có những gì mình có hay là mất tất cả những gì mình có, mình phải suy nghĩ đó. Mình khởi đầu bây giờ là số tiền này em đi là một nó mất đi hay là hai nó thêm, phải suy nghĩ vậy ha. Đôi người mà gan liều quá, có gan thì làm giàu nhưng mà gan quá thì cũng rủi ro, thế cũng chết. Người ta nhát thì như vậy cũng có cái điểm lợi điểm hại. Người ta có cái người thì quyết đoán quá thì cũng rất hay, nhưng mà siêu siêu ảnh ảnh thì ta cũng được cái lợi. Người ta ha, cái gì nó cũng có hai mặt nó hết ha. Giống như người lẹ thì cũng có hay của cái người lẹ, mà người chậm thì người ta cũng có hay cái chậm, làm nó vận tốc thì bất đạt ha. Chậm mà chắc, nhưng mà chậm mà chắc là những cái gì chậm mà chắc cả, có những cái mà chậm quá ta cũng chết ha. Thời buổi thiên tai mà động đất này nọ con người chậm quá thì đâu cũng chết, nhanh quá thì cũng chết. Biết là xong thì những người mà sanh vào cái tháng 12 thì tay trắng cũng tạo nên cơ nghiệp. Tuổi trẻ rất là cực khổ, lao tâm khổ trí, trải qua nhiều sóng gió ha. Khổ nào cũng qua, nhưng mà người ta tích góp đặc biệt tháng 12 này thì ta được cái hậu vận về già, người ta cũng an nhàn, có của cho con, để lại con cháu những cái tài sản dù ít dù nhiều ha, thì cũng có của để hồi môn lại cho con ha, hoặc là cho rể ha, là những người sanh vào tháng 12. Còn những người sanh vào cái tháng 8 mùa thu ha, mùa thu lá rụng. Mà nhưng mà đặc biệt á, thầy nói rồi, cái tháng 8 này á là cái tháng 8 mà gọi là ta nói giống như là tuổi thân này, tháng 8 mà mùa thu mà mạng sơn hạ quả rất đẹp. Thì những người sanh cái tháng này á là họ có cái nét đào hoa, họ đẹp, họ quyến rũ, ánh lửa gọi là lập lè chớp nhá, giống như ở vũ trường vậy đó, thì nó cũng là vậy đó. Là đốm đốm chiếu vô gọi là mùa thu nữa, trăng rằm thì sáng nữa, ánh lửa gọi là bập bùng nó rất là hữu tình. Thì đặc biệt những người này sao, trai thì đa thê, nữ thì sao, lâm ba lần đò, tình duyên thì rất là nhiều, mà số thì chim bay ngược gió, cá lội ngược dòng ha. Tình cảm thì nó rất là éo le ha, tuy là đào hoa thiệt nhưng mà nó khổ ha. Hết mối tình này tới mối tình kia mà rút cuộc lắm mối tối thì nằm không. Thì vậy đó, cuộc đời đừng có nghĩ là mình đầu qua ha. Thì có những người tưởng là mình đầu qua là cũng hãnh diện lắm chứ, được nhiều người đắc đào đắc kép. Tôi đàn ông tôi đắc đào, cô nào thấy cũng thích nhưng mà nó đã khổ, không tốt. Thì thí dụ giống như một cái đứa bé, thí dụ giờ đang học lớp 12 á, nó đẹp quá đi, ngày nào cũng có người đưa
hết người này xuống đâu có học hành gì được, nó theo nó quyến rũ hoài cũng không không học được. Con trai cũng vậy, gái đeo quá cũng không có làm gì được. Những người á, thường thường làm đến sự nghiệp á, là người ta dẹp tình cảm qua một bên. Và thứ hai nữa, những cái người ta học giỏi là sao, những người sao à, người ta chú trọng vào vấn đề. Mấy người mà đã nghiên cứu cao hoặc là giàu là số người ta cái đầu qua người ta không có, người ta không có bị tình cảm nó chi phối. Còn những người mà đắc đạo đắc kép đa số được khổ hết, khổ dù trẻ ha, dù trẻ thì sung sướng thiệt lúc đó thôi á, giống như hoa mùa già sớm nở thì sớm tàn thôi, sớm nở tàn thôi. Sắc hoa nào thì nó cũng nở một thời thôi, nó đâu có hoài à, nó khổ. Thì thầy nói là cái gì, cái tuổi thân á, tuổi thân mà ai vào sanh vào cái tháng 8 mùa thu á, à, mùa thu lá rụng bay vào sân em á, là cái bài hát đó. Thì đó vậy đó, thì nó hơi khổ ha, khổ đến đây tình cảm. Còn gì sanh tháng 10 á, thì sanh tháng 10 này á thì nó cũng phạm dông thần cô thần, làm việc gì cũng là người ta nói là ma quỷ theo nó phá nữa. Cô thần dông thần là những cái gì, người này làm lúc nào cũng gặp là nhiều phiền lụy vào bản thân đó. Làm việc gì cũng nó khó khăn, không được việc gì hết, muốn làm lắm mà sao cũng không ai ủng hộ, không ủng hộ. Mình làm ra gặp gì cũng trở ngại, giống như kỳ kỳ đà cắn mũi. Thì những người sanh cái tháng 10 của cái tuổi thân thì nó phạm, thì ta phải gọi là làm những cái tuổi này thì mình phải ha, làm nhiều chuyện phúc đức ha, tạo nhiều duyên lành ha, đặc biệt vậy. Còn nếu mình càng quậy thì mình càng khổ, càng quậy thì nó càng khổ ha. Những cái tuổi này mà càng quậy thì nó càng khổ. Thì những cái tuổi mà đấy thầy nói về cái tháng á, phạm thì mình phải gọi là an phận ha. Mình biết mình là ai an phận, càng quậy là càng chết đó. Giống như một cái còng vậy, hãy nhúc nhích thì càng nó siết 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 vô, thì vận mạnh cuộc đời á là nó ghê lắm đó. Mình mà càng quậy thì nó siết vô, nó siết, nó bó vô con đường mình bế tắc, mà chịu không nổi thì sao, mất mạng luôn. Có những người bạn thì nhỏ, làm ăn lớn quá ha, lớn quá thì sao, không chịu nổi, thiếu nợ đổ nợ, bán hết tài sản nhà cửa cũng không còn nữa, mà còn phải mắc nợ nữa. Nhiều người phải trốn đi đất khách quê người sinh sống, bỏ xứ này sang xứ khác. Còn nhiều người chịu không nổi nữa ha, vì cái mặt tự ti, vì bán tài sản hết của ông bà mình để lại, rồi phải nguyên sinh, tự vẫn, thắt cổ ha, nhảy lầu, nhảy sông, nhiều cách chết lắm, đâm đầu vô xe lửa, nó là vậy, tự nguyên sinh. Cái chuyện đó hàng ngày nó có chuyện là mình phải biết. Thà ha, thà tôi không có ha, tôi chịu đựng. Mình đừng có tham, cũng vì một cái tham, vì một cái chữ hơn ha. Cũng vì con gà, gọi là ta nói gì, chúc nhau tiếng gái. Còn này có gì con khỉ ha. À, con khỉ thì không chịu ngồi yên ha, con khỉ. Thì nó tóm lại về cái tuổi bính thân là như vậy ha. Còn những anh chị em nào mà mình không sanh được phạm đó thì thầy cũng chúc mừng ha. Cuộc đời nó tương đối nó ổn ha. Tương đối ổn. Thì trong đây cũng có những cái tháng không phạm, một năm nó không phải phạm, một những cái tháng đó thôi. Thì bởi mình sanh con ra, mình lựa, mình mang bầu thai, bởi muốn được cái tốt thì rất là khó. Giống như ta muốn chọn lựa, thí dụ như người ta một cái hạt giống, một giống lúa ha, một cái gì đó nó cũng ra, nó cùng là một ấy, nhưng mà có học tốt học xấu. Một cái cây cũng vậy, có trái đẹp, trái tròn trái méo, chứ một cây một giống với nhau nó không tốt. Bởi cái gì mà nó tốt thì nó ít và nó hiếm ha. Chứ mà cái gì này trên đời cái gì cũng tốt hết thì cuộc đời này nó cũng chẳng còn cái gì hay ho hết. Cái gì nó cũng giống nhau hết thì nó không còn là cái gì mà để coi nữa, nó có xấu tốt, có đủ thứ chuyện hết. Thì thầy Trung nói hôm nay là cái nói về cái tuổi bính thân ha, bính thân. Bính thân thì cuộc đời của tuổi bính thân là nó như vậy đó. Thì mọi người á, thì nó cũng không sanh phạm, có ngày sanh tháng đẻ nó khác nhau à, thì nó sẽ cũng khác nhau ha, nhưng mà nó cũng một điểm chung ha. Cũng một chung, giống như ta đi vào một năm đó ta ra thì ta phải gặp vậy thôi, nhưng mà ai hơn ha, trong đó cũng có hơn có mai, giống như xổ số thôi. Cuộc đời mình sanh ra giống như một xổ số ha. Mình sanh ra cha mẹ, mình sanh ra thí dụ hai anh em
hai chị em mà cùng gọi là sinh ra cùng một đứa trước đứa sau, cách nhau cái nhiêu đó, cách nhau nó giờ trong vòng nó cũng một canh giờ, nó cũng một giờ với nhau, cách nhau chừng nửa tiếng thôi, nhiêu đó. Cuộc đời nó cũng khác nhau chứ đừng cái nói chi mà mãi đó. Bây giờ thầy nói giờ sanh mổ một lượt lấy hai đứa ra một lượt luôn, cuộc đời nó vẫn khó nhau chứ đứa trước cái sau không lẽ lấy lần hai đứa ra một lượt, mà bây giờ lấy hai đứa một lượt nó cũng cuộc đời nó khác nhau. Thì từng cá thể thì nó khác nhau hết, thì chung cũng xin tạm dừng cái bài nói chuyện hôm nay ha. Thì mọi gì thắc mắc thì kết Zalo với thầy Chung qua số điện thoại 0909 490852 à. Muốn xem thì nên kết Zalo gặp thầy Chung nha, chứ còn những cái gì mà nó nhỏ nhỏ thì trên YouTube thì thầy trả lời thì được, chứ mà nói mà xem riêng thì thầy Chung có tính phí ha, thầy Chung có tính phí, tại vì xem trọn đời thì nó rất là cực, rất là cực. Ngoài ra thì chị em nào, anh em nào có xem phong thủy nhà cửa mồ mả là thầy cũng xem luôn ha. Thầy chuyên về vấn đề phong thủy mồ mả đó, tại vì thầy cũng rất là nhiều bộ môn ha. Thì thầy nói gì tới thân thôi, nhưng mà tại vì thầy cũng mới cái kênh của thầy thì lên nay thì nó cũng không có lâu ha. Nó chỉ mới hồi năm rồi tới nay thôi ha. Thì nay nó cũng chưa giáp năm, thì cái kênh thầy nó cũng còn thiếu sót nhiều ha. Thiếu sót nhiều thì nó chưa đủ, thì bây giờ nhớ đăng ký kênh thầy Chung để theo dõi ha. Còn những cái sau nữa thì nó rất là hay ha, về phong thủy nhà cửa rồi xem về những cái tuổi mình sinh con cái nào để cho nó tốt nó hợp ha. Nó còn rất là nhiều, thì nhớ đăng ký kênh thầy Chung để theo dõi những cái clip hay lần sau. Thầy Chung xin chào và hẹn lại gặp lại tất cả anh em những cái clip sau ha, thì nó sẽ có gì hay hơn ha. Thầy Chung xin chào.